Em xin chào tất cả các anh cần thủ đã đến với video 833 của shop em nha các anh. Và buổi chiều hôm nay, chiều tối hôm nay thì em sẽ gửi đến các anh một lô cần câu lưu mới về nha. Có cả máy đứng máy ngang luôn. Cần máy đứng máy ngang. Và độ dài thì nó từ là tầm 1m5, 1m6 cho đến là 2m1, 2m4 nha các anh. Có những dòng 3m luôn ạ, 3m của Suyumi này. Có những cây lưu hàng tuyển, hàng sách tay em sẽ lên ở gần cuối video nha các anh. Cần lưu rất là đẹp. Và đặc biệt hôm nay là một cây cần câu lục nha các anh. Cần câu lục full hợp của hãng Shimano. Shimano dòng mà High Power này, sub leader 4m55 và độ cứng là CX nha các anh, độ cứng tương đương 30 để các anh đánh lục xa bờ ạ. Full hợp nha, full box cho mình. Đấy, hàng đập hợp luôn. Và những cái mẫu máy 6 con máy nha các anh, 6 con máy câu phù hợp để các anh gắn vào những cây cần lure em sắp lên ở video đây. Và giá báo bên em thì chưa bao gồm phí ship. Phí ship của mỗi đơn cần sẽ là 40.000, còn đơn máy là 30.000 một đơn. Các anh đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em hỗ trợ miễn phí ship ạ. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại em ghi bên góc trái màn hình là 0933 111 365 nha các anh. Và đầu tiên thì em sẽ có một con máy 1.000 nè. Một con máy carbon 1.000. Máy này là của Hàn Quốc nha các anh. Máy Hàn Quốc nè. Thân máy carbon, cối cũng là dạng cối carbon luôn ạ. Cối sóng và khi xoay nó sẽ có tiếng kêu nè. Gạt cước còn khá là nhạy. Lăng cước sáng nha các anh. Lăng cước còn sáng đẹp ạ. Jasper Spin. Máy có chạy bạc đạn đầy đủ hết nha các anh. Size thì tầm là 1.000. Và số cước số 1 sẽ vào được 110m. Cước số 2 vào 75 này. Còn cước 3 vào 50m ạ. Con máy này thì vòng tua của nó sẽ là 4.4 nha các anh. Và đảo chiều tay quay được. Cái phần tay quay này là kim loại nè. Tay quay kim loại. Khi xoay sẽ có chốt chặn một chiều nha các anh. Và nó xoay một chiều nó có tiếng kêu này. Tiếng kêu cũng khá là êm tai nha. Máy Hàn Quốc Sina. Và mã máy số 1, con máy này sẽ có giá là 200.000 nha các anh. Mã máy số 1 có giá là 200.000. Hoạt động êm mượt, đổi tay trái phải đều được ạ. Và tiếp theo mã số 2 là một con máy Ryobi nha các anh. Carbon Master Mini. Máy Ryobi nè, size máy thì tầm là 1.000-1.500. Tên là 700 nha các anh. Tên 700 chỉ là cái tên máy thôi, còn size máy size 1.500 ạ. Vòng tua của nó sẽ là 4.1 này. Máy có chạy bạc đạn. Và số cước số 1.5 vào 130, cước 2 vào 100, cước 3 vào 70. Máy này là hàng nội địa Nhật luôn nha các anh. Ryobi, Japan. Gạt cước chắc chắn nha. Con lăn thì vẫn còn sáng nè. Và dòng này thì máy full carbon. Full carbon cho mình. Vì theo 5 tháng đã qua sử dụng nó cũng có hơi xào nhẹ nha các anh. Nhưng mà xào nhẹ thôi. Máy nó vẫn còn rất là êm nè. Quay mượt mà luôn. Nó không có bị lắc nha các anh. Không lắc và không có cứng. Nó không có bị cứng. Quay rất là nhẹ nè. Nhẹ tên luôn. Máy này các anh có thể gắn vào những cái cây cần lưu suối á, nhỏ gọn, mini, rất là dễ thương nha các anh. Gắn vào những cây lưu suối này mình đi câu. Câu cả ngày không sợ mỏi tay vì dòng carbon này nó nhẹ nha các anh, nó nhẹ nữa. Và mã máy số 2 có giá là 200.000 ạ. Mã số 2 nha các anh, giá 200. Dòng này thì em lên cũng khá là nhiều nè, các anh cũng biết giá. Thì thường em bán toàn là 300 thôi. Con này nó hơi xào một tí. Để giảm giá để các anh về bảo dưỡng thêm, châm thêm dầu thêm mỡ nha. Mã số 2 giá 200.000. Tiếp theo mã máy số 3 ạ. Một con máy size 1.000 nha các anh. Một con máy size 1.000 của China xuất sang Nhật. Dòng máy này thì thân carbon này, cối là dạng cối kim loại. Để các anh xem cối với tay quay của nó sao kim loại nha các anh. Tay quay này thì theo 5 tháng nó cũng hơi cứng một tí. Hơi cứng nha. Anh nào biết bảo dưỡng thì mình về bảo dưỡng thêm, châm thêm dầu thêm mỡ hoặc là mình bảo dưỡng thêm cái tay quay này. Nó cứng nó không có gặp lại được thôi chứ quay máy thì vẫn mượt mà bình thường nha các anh, nó không ảnh hưởng. Còn đây sẽ là hai chiều ạ. Đảo chiều tay quay trái phải đều được nha các anh. Vòng tua sẽ là 5.2 ạ và máy chạy một bạc đạn. Máy chạy một bạc đạn, thông số cước cứ số 1 vào 200m. 1.5 sẽ vào được 140 và cước số 2 vào 100m ạ. Và con máy này sẽ có mã số 3 nha các anh. Máy mã số 3 có giá 190.000. Mã máy số 3 sẽ có giá là 190.000 ạ. Và tiếp theo mã số 4, một con máy Daiwa Loncastbull ST700B nha các anh. Size máy size 2.000. Cước số 2 vào 150 nè, cước 3 100, cước 4 vào 70m ạ. Size 2.000. Con máy này là hàng Thái Lan nha các anh. Daiwa Loncastbull, hàng Thái Lan xuất sang Nhật. Gạt cước, con lăn nè. Cối sóng và khi xoay nó cũng sẽ có tiếng kêu ạ.
Máy này thì các anh đảo chiều tay quay được nha, mình đảo trái phải đều được luôn, và nó có thể gập gọn lại như này. Và đây sẽ là hai chiều của máy nha các. Một chiều, hai chiều hoạt động tốt nè. Mã máy số 4 nha. Mã số 4 và giá máy này sẽ là 190.000. Đào qua Thái Lan, mã số 4 giá 190.000 ạ. Và đây là cái tiếng kêu nha các, tiếng kêu của máy này chứ không phải nó bị xèo. Vì nếu xèo á là khi mà các anh bật sang hai chiều thì mình vẫn sẽ nghe cái tiếng xèo đó nha. Còn đây chỉ là cái tiếng kêu thôi. Mã số 4 giá 190.000. Tiếp theo số 5 sẽ là một con máy size lớn, size 4-5.000 để các anh câu sông hồ này. Câu sông hồ đánh ngâm lăng xê nha các. Một con máy size 4-5.000, dòng ISD 8.000. 8.000 là cái T nha các, cái T máy. Và tốc độ thu dây vòng tua của con máy này là 5.2 ạ. 5.2, thông số cước, cước 4 vào 300m nè, cước 5 206, cước 7 vào 200m. Máy thì ngoại hình khá là mới nha các. Cái này ngoại hình nó cũng được 95-97%, cũng khá là mới. Và cái phần tay quay này là có thể gập gọn được nha các. Tay quay gập gọn thoải mái và đảo chiều luôn, đảo chiều trái phải được hết, size 4-5.000. Giải cứu chắc chắn nè, còn lằn quá sáng luôn nha các, rất đẹp nè, mới keng. Hoạt động mượt nha, không xào không lắc. Và mã máy số 5 ạ. Mã số 5 con máy này sẽ có giá là 130.000 nha các. Mã số 5 có giá là 130.000. Và tiếp theo mã máy số 6 ạ. Số 6 một con máy Shimano dòng Enox 1000. Máy này thì chuyên luôn mương suối nha các. Chuyên mương suối này, hòa các anh câu ISO, câu ISO, câu bè. Thì lấy máy này, vừa mượt vừa nhẹ nha các. Quay lại rất là mượt. Các anh xem con lăng này vẫn còn sáng, đảo chiều tay quay trái phải được ạ. Và máy Shimano này là hàng Malaysia nha các, Malaysia xuất sang Nhật, tay quay kim loại có thể gập gọn được. Thân sẽ là carbon nha các, thân carbon, cối này là cối kim loại, cối với tay quay là kim loại. Có chế độ phanh nhanh cho mình ạ. Đảo chiều tay quay trái phải đều được luôn, Enox 1000 nha các, Enox 1000. Và số cước, cước 1.5 vào 130, cước 2 100, cước 3 sẽ vào 65m ạ. Mã máy số 6, giá của máy này là 600.000. Mã số 6 nha các anh, có giá là 600.000 ạ. Và tiếp theo thì em sẽ lên những cái mẫu cần nha các anh. Đầu tiên là một cây cần tay của dòng SVF. Cây này thì các anh có thể công mương suối này, hoặc là dòng trôi chép đều được nha. Trôi chép đều được, dòng Super Carbon này. Phôi của nó dày nha các anh, phôi carbon. Chiều dài cần là 36 và nó mới keng như này luôn, rất đẹp. Dòng carbon cao cấp nha các. Nó sẽ xoắn gân, phôi carbon xoắn từ lóng ngọn cho đến lóng góc bên ngoài luôn ạ. Lóng góc bên ngoài. Đây là đầu bu nha các, xoay 360 độ chống xoắn này, chống xoắn dây. Và cái này thì sẽ có tổng cộng là 4 lóng tất cả nha các. Tổng cộng 4 lóng carbon xoắn tất cả các lóng này. Và độ cứng của cần là độ cứng 5H ạ. Cần nó ra thẳng tưng luôn, nó không có vọng tí nào hết đâu nha các. Cứng 5H. Đọt 1 ly 2, trọng lượng 98g. Và mã cần số 1. Mã số 1 cây 36 này sẽ có giá là 390.000. Mã số 1 nha các, giá 390.000. Cần tay carbon, giá này rất là hời để các anh câu trải nghiệm nha. Và cái dòng này thì em cũng chỉ còn 2-3 cây thôi, các anh nhanh tay chốt đơn nha. Và tiếp theo mã số 2 là một cây Herabuna 36 nha các, của Hàn Quốc luôn ạ, Made in Korea, sản xuất tại công ty Hàn Quốc này. Chất liệu carbon xoắn. Nó sẽ có nắp chụp ở đầu nha các, có nắp chụp, có túi đựng đi kèm. Nắp chụp và túi đầy đủ. Lóng ngọn của nó sẽ carbon xoắn như này nha. Carbon xoắn. Chiều dài 36 ạ. Chiều dài 36. Và cây này cũng rất là thẳng nha các, độ cứng 5H ạ. Ok. Đây mời các anh xem nha. Đấy, nó sẽ là carbon xoắn tất cả các lóng luôn. Và 36 thì thường sẽ là 4 lóng nha các. Thường sẽ là 4 lóng đi kèm. Độ 1 ly 2, trọng lượng của cây này là 97g nha các. 97g, mã cần số 2 ạ. Giá sẽ là 650.000. Dòng này thì phôi siêu dày luôn rồi. Các anh muốn xem hình phôi mình có thể kết bạn Zalo với em sẽ gửi hình qua Zalo để các anh xem nha. Tiếp theo mã số 3 là cây carbon rod super carbon, chiều dài cần sẽ là 7m2 nha các. Cần câu cá sặc này, câu chấm đen, sang hàng chép trôi, hồi dịch vụ
phong tự nhiên đều được hết ạ. Chiều dài 7m2 nha các, và trong phân khúc giá tầm này nhưng mà có cây này rất là nhẹ nha, chỉ có 295g thôi, dài 7m2, trọng lượng như này là quá nhẹ cho mình nha các. Nó sẽ là carbon xoắn nổi gân ở lóng ngọn này, từ lóng ngọn cho đến lóng gốc luôn ạ, từ ngọn cho đến gốc. Cần thì ra thẳng tắp nha các, nó không có bỏng tí nào hết. Và phôi lóng thì nó cũng giống như nhau á, cái màu nước sơn này đều giống như nhau. Cho nên là em sẽ xin phép lướt nhanh một tí nha, tránh mất thời gian của các anh. 7m2 và ngọn cần là 1 ly 2 nha các, ngọn 1 ly 2, trọng lượng 295g. Cái này sẽ có mã số 3 ạ, mã số 3 và giá cần 650.000. Mã số 3 nha các, giá 650.000. Tiếp tục mã số 4 sẽ là một cây dứt cắm gốc nha các. Cần câu dứt cắm gốc, cây này các vừa đánh dứt và vừa câu bề đều được luôn nha. Đọt của nó cực kỳ dẻo dai nè. Đọt đặc thép nha các, nên là rất là dẻo dai luôn. Cây này thì nó sẽ có chiều dài là 1m7. Tải mồi từ 10 cho đến 80g. Tay cầm mút này. Bát là bát hãng, bát vặn. Cần máy ngang nha các, cần dứt cắm gốc máy ngang. Khuyên là khuyên hãng luôn ạ. Khuyên hãng. Đọt đặc thép nha các, và cây này có ngọn là 1 ly 5, trọng lượng sẽ là 150g. Mã cần số 4 ạ, giá 550.000 và riêng mẫu này thì em free ship nha các. Mã số 4 có giá là 550.000, cần dứt cắm gốc máy ngang ạ. Tiếp theo mã số 5 nha các, số 5 sẽ là một cây Ikada. Cần Ikada dạng cần nghệ nhân đây, mời các xem. Chiều dài thì nó sẽ là 1m6 nha các, cây Ikada này 1m6 và cần có hai đọt nha, một đọt dịu, thiệt là dịu luôn, cong vuốt hình chữ O như này. Và đọt này thì nó sẽ cứng hơn một tí, để các anh có thể trải nghiệm hai cái đọt khác nhau, mềm cứng khác nhau nha các. Chiều dài 1m6 ạ. Khuyên của nó bên ngoài là khuyên sứ ruby đỏ này, bát Fuji, FS5 dạng bát gập. Phần tay cầm này là gốc trúc nha các, gốc trúc. Cần Ikada dạng rắp khúc ạ, chiều dài 1m6. Và một ngọn là 0.5 ly, một ngọn 0.7 ly. Trọng lượng của cái này nó là 130g. Mã cần số 5 ạ. Mã số 5 giá 550.000. Mã cần số 5 có giá là 550.000. Và tiếp theo số 6 nha các. Số 6 một cây 2 khúc này, Suyumi. 1m8 và cái này cứng 30 đến 40 nha các. Đoạn này cứng 30-40, các anh câu xong thoải mái nè. Đoạn đặt thép đã chịu lực tốt rồi. Và họ còn quấn thêm chỉ từ đầu ngọn cho đến đây, tăng cái độ chịu lực của cần nha các, tăng độ chịu lực này của ngọn này. Khuyên thì toàn bộ là Fuji lọ xứ xám hết ạ. Khuyên Fuji lọ xứ xám có tem vàng đầy đủ này, bát là bát Fuji FS6 dạng bát gập, carbon xoắn nha các. Và em thấy cái này còn đẹp, còn được 85-90%. Đọt cần 1.3 ly nha, 1.3 ly, trọng lượng là 165g. Mã cần số 6 ạ. Mã số 6 và cái này có giá là 650.000. Mã số cần là số 6 nha các, có giá 650. Tiếp theo số 7 là một cây 2 khúc Shimano 1m5 nha các. 2 khúc Shimano 1m5, cây này thì ngâm lăng xê hoặc là các anh câu rít cũng được. Các anh hay đi tàu đi thuyền á, mình muốn những cây cần rít ngắn ngắn thì có thể tham khảo cây này. Bát Fuji chữ vàng bát vặn, tay cầm cán mút nha các, và khuyên sao khuyên Fuji loại sứ xám. Khuyên bát Fuji Shimano 1m5 ạ. Và ngọn cần là 2 ly 4, trọng lượng 253g. Mã số 7 và cây này có giá 950.000. Mã số 7 nha các, có giá là 950.000 ạ. Tiếp theo số 8 là cần 2 khúc Shimano nha các, dòng Agot. Chiều dài 2m1, độ cứng 30, có mã cốt đầy đủ, mã cốt tem vàng, bát Fuji nha các, bát Fuji dạng bát vặn. Và khuyên của nó là khuyên Fuji loại xứ xích này, khuyên Fuji xứ xích cho mình nha. Cái này thì sẽ có ngọn là 2 ly nha các, ngọn cần 2 ly, đầu bu nguyên zin, đầu bu Fuji xứ xích luôn ạ, nguyên zin. Phôi cực kỳ dày, các anh xem nha, phôi lóng rất là dày cây này, Shimano Agot 2m1 cứng 30. Đọt 2 ly, trọng lượng 240g và mã cần số 8, giá 1.250.000. Mã số 8 và giá cần sẽ là 1.250.000 ạ. Cây cần lục này thì em lên cuối video nha các, em sẽ lên cuối video. Và tiếp theo số 9 này, một cây cần lưu máy đứng Shimano Bad One XT ạ.
chiều dài cần là 1m5, độ cứng L. Tải mồi từ 2 đến 10 g, tải cá từ 4 đến 10 lb và cây này của Hàn Quốc nha các. Hàn Quốc xuất sang Nhật có mã có tem vàng nè. Bát này thì là bát zin theo cần, các anh chỉ cần gắn máy vào nó sẽ chặt nha. Thích hợp mình lu mương lu suối nè, nhỏ gọn và nhẹ, tiện lợi khi mà di chuyển. Khoen Fuji xứ đen nha các, khoen hai chân ạ. Khoen với bát với đầu bu này là đều zin theo cần hết. Bát Wanite. Đọc 1 ly 4 trọng lượng 56 g, mã cần số 9 ạ. Mã số 9 và giá cần sẽ là 680.000. Mã số 9 nha các anh, có giá là 680.000 ạ. Tiếp theo mã số 10. Số 10 là một cây lu máy đứng nha các anh, dòng Silver Driver. Chiều dài cây này là 1m8, độ cứng L. 1m8 cứng L, thông số tải mồi từ 4 cho đến 8 g. Phôi carbon xoắn luôn và khoen là khoen hai chân nha các anh, khoen Fuji xứ đen ạ. Khoen hai chân. Ở đây thì nó ra cái dây thun á, để lâu á nó bị chảy. Cái này mình có thể vệ sinh được nha các anh, không ảnh hưởng gì đến phôi lóng cả. Mét 8 cứng L. Đây là bát của cần này, bát zin theo cần. Đọt cây này thì nó là 1 ly 8 nha các anh, trọng lượng 68 g. Và mã cần số 9 ạ. Mã số 9 cây này giá 550.000. Mã số 9 giá cần 550.000 nha các anh. À không, cây này mã số 10 nha, mã 10 giá 550.000. Và tiếp theo mã 11 ạ. 11 sẽ là một cây lu máy ngang của Daiwai nha các anh. Cần câu lu máy ngang Daiwai dòng G-Force, chiều dài cần 1m8, độ cứng M. Và cây này là hàng Thái Lan ạ. Thái Lan xuất sang Nhật này. Thông số tải mồi thì từ 1/4 đến 3/4 OZ. Còn tải cá là nó từ 8 đến 17 lb nha các anh. Cây này tải mồi mát là được khoảng tầm gần 21g. Tầm 21g ạ. 1m8 cứng M. Khoen Fuji loại xứ đen. Và ngọn cần là ngọn 1 ly 6 ạ. Cây này ngọn 1.6 ly. Khoen Fuji xứ đen nè. Bát zin Daiwai nha các anh. Những bát vặn. Và máy ngang thì sẽ có tay cò bên dưới này nha. Có tay cầu bên dưới cho mình, tay cầm cán gỗ bần ạ. Đọc 1 ly 6 trọng lượng 114g và mã cần số 11 nha các anh. Cái này mã 11 cần sẽ có giá là 700.000, mã cần 11 có giá là 700.000 ạ. Tiếp theo mã 12 là một cây lu máy đứng của hãng King nha các anh. Hãng King dòng Spin 1m68 cứng M, Hàn Quốc xuất sang Nhật ạ. Và thông số tải mồi từ 4 đến 21g, còn tải cá từ 6 đến 14 lb. Khoen hai chân, Fuji xứ đen. Khoen hai chân nha các anh. Và bát cái này nó là dạng bát hãng, bát vặn. Đọc 1 ly 8 trọng lượng 99g, mét 68 cứng M. Mã cần số 12 ạ. Mã 12 và giá của cái này là 500.000 nha các anh. Mã cần số 12 có giá là 500.000. Tiếp theo số 13 là cây dòng Mamiya ạ. Chiều dài 1m8, độ cứng L. Cần của Hàn Quốc nha các anh. Hàn Quốc xuất sang Nhật nè. Và thông số tải mồi từ 1/8 đến 3/8 OZ. Tải cá từ 4 cho đến 8 lb. Khoen Fuji loại xứ đen. Và bát cũng là dạng bát Fuji luôn ạ. Bát Fuji, bát vặn. Phần tay cầm này của nó cán gỗ nha các anh. Cán gỗ bờn ạ. Chất liệu carbon xoắn này, khoen bát Fuji. Đọc 1 ly 4 trọng lượng 109g và mã cần số 13 nha các anh. Mã 13 cây này có giá 550.000. Dòng Mamiya, mã 13 giá 550 ạ. Tiếp theo 14 sẽ là một cây lu máy đứng của Fenwick nha các anh. Fenwick Đài Loan. Cây này có chiều dài là 1m98, độ cứng ML, độ cứng L, tải mồi từ 1/8 đến 3/8 OZ, tải cá từ 4 đến 10 lb ạ. Mét 98 nha các anh, 98 cứng L. Bát là bát hãng, bát vặn nè. Phần tay cầm cán gỗ phôi carbon. Và cây này ngọn sẽ là 1 ly 6 trọng lượng 106g, cũng có heo hụt khoảng tầm 5-7cm nha các anh. 5-7cm và hiện tại bây giờ là đã thay một cái đầu bu xứ xích nha. Đầu bu xịn hơn, đầu bu xứ xích vào. Và mã cần số 14 ạ. Mã cần 14 cây này có giá là 1.150.000. Mã 14 nha các anh, có giá là 1.150.000. Tiếp theo mã số 15, một cây dòng Luna này, Mebaru. Chiều dài của cần sẽ là
1m8. Và chiều dài của cây này nó là 2m1 nha các anh, 2m1, thông số tản mồi từ 0.9 cho đến là 5g, tải cá từ 3 đến 6lb ạ. À. 3 đến 6lb, 2m1. Đọt này thì đọt cứng UL nha các anh, đọt dịu, đọt cứng UL. Và mã số 15 ạ, à. Mã 15 cây này có giá 750.000, mã cần 15 nha các anh, giá 750.000. Và tiếp tục là mã số 16. 16 một cây cùng dòng luôn này, Sea Side Spider Mebaru. Chiều dài cần sẽ là 2m77. À không, cây này là 2m07 nha các anh, 2m07. Thông số tải mồi từ 0.5 đến 3.5g, tải cá từ 2 đến 5lb. Độ cứng UL. Đọt này cong vuốt nha các anh, nảy tốt nè, đọt cứng UL. 2m07. Đọt 0.9 ly và trọng lượng của cần sẽ là 110g nha các anh. Trọng lượng 110g cái này ạ. À. Khoen bát thì đều là khoen bát hãng luôn. Đọt 0.9, trọng lượng 110g, mã cần số 16 và giá cần sẽ là 500.000. Mã 16 có giá là 500 nha các anh. Tiếp theo mã số 17 là một cây lưu máy ngang Dawa Procaster ạ. Dawa Procaster Z, chiều dài cây này nó là 1m98 nha các anh, độ cứng M. Tải mồi 1/8 đến 1 OZ là khoảng tầm 28g này. Tải cá 8 đến 14lb, hàng Đài Loan xuất sang Nhật, có mã code đầy đủ luôn. Khoen Fuji nha các anh, Fuji lọ sứ đen nè. Đây là những cái vết bụi bẩn đó, nó dính vào thôi, chứ không có phải là rỉ sét đâu nha các anh. Cái này chấm tí keo là ok ạ. À. Chứ nó sẽ không có bung cái chân khoen đâu, các anh cứ yên tâm nha. Phần tay cầm cán gỗ nè, tay cầm cán gỗ dài, bát máy ngang sẽ có tay cầu bên dưới. Dawa Procaster Z. Và ngọn cần là ngọn 1 ly 8, ngọn cần 1.8 ly, trọng lượng 128g. Và mã số bên này mã 17 nha các anh, mã 17 giá cần 800.000, mã 17 giá cần sẽ là 800 ạ. Tiếp theo mã 18. 18 là cây Shimano Batwan nha các anh, cần câu lưu máy ngang Shimano Batwan, chiều dài cây này là 1m74, cứng M, tải mồi 7 đến 21g, tải cá 8 đến 20lb ạ. 8 đến 20lb nha các anh, hàng China xuất sang Nhật. À không, cái này 12 đến 20lb nha. China xuất Nhật, có mã có tem vàng. Và bát đây vết vặn nha các anh. Vết vặn. Shimano Batwan ạ. 1m cái này 1m74. Phen Fuji sứ đen. Và đọt cần sẽ là 1 ly 8, trọng lượng 117g. Rồi 1 ly 8 nha các, trọng lượng 117g. Và mã số cần là mã số 18. Mã 18 cái này sẽ có giá 800.000 ạ. Mã cần 18 có giá là 800. Tiếp theo mã số 19 là một cây Daiwa nha các. Cần câu lưu Daiwa Phantom. Chiều dài 1m98, độ cứng L. 1m98 cứng L. Tải mồi của cây này là nó từ 3 đến 14g, tải cá từ 4 đến 8lb, của Hàn Quốc xuất sang Nhật này. Có mã có tem vàng luôn nha các anh. 1m98 cứng L. Bắt hãng bắt vặn, tay cầm cánh gỗ bần. Và cây này nó siêu nhẹ luôn nha các anh. 1m98 nhưng mà vỏn vẹn chỉ có 85g thôi. Cho là các anh câu mương câu suối á, cả ngày cũng không mỏi tay luôn. Khoen Fuji loại sứ đen này, dạng khoen hai chân, phôi carbon xoắn. Đọt 1 ly 5, trọng lượng 85g, mã cần 19 nha các anh. Mã 19 cái này có giá 1.250.000. Mã 19 giá cần 1.250.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 20. 20 một cây lưu 3 phút Suzumi nha các anh, dòng Top Shooter. Và cái này sẽ có chiều dài là 3m ạ. Top Shooter 3m. Cứng thì tầm 50-80 này. Nếu mà tính theo lưu thì nó được M nha các anh, được cần M. Tải mồi từ 7 đến 21g, tải cá 8 đến 20lb ạ. Chất liệu carbon nha các anh, bát Fuji bát vặn, tay cầm cán mút này, và khoen là khoen ba chân, khoen Fuji lọ sứ đen. Suzumi Top Shooter 3m. Và ngọn của cây này là 2 ly 2, trọng lượng 280g và mã số cần 20 nha các anh. Mã cần 20 cây này giá 900.000, mã 20 giá cần sẽ là 900.000 ạ. Cuối cùng kết thúc video hôm nay là một cây cần câu lục khoảng Shimano nha các anh, hàng độc hợp.
hàng đập hộp nguyên box cho các luôn ạ. Các đợi một tí em sẽ lấy ra nha. Giờ đây mời các anh xem nha, cái này là Shimano dòng Sub Leader ạ. Hàng full box luôn nha các, full box. Hàng đập hộp mới chưa có qua sử dụng. Và em xin phép đọc cái thông số trước ạ. Cái này nó có chiều dài là 4m55 này, độ cứng CX nha các. 4m55 CX. Cần sẽ có 5 lóng và chiều dài thu gọn là 1m12 nha. Ngọn của nó là 2.5 này, trọng lượng thì là 495g nha các, full carbon. Đọt 2.5. Gốc cần là 23.9. Độ cứng CX ạ. Shimano. Và cái bản này là nó sản xuất tại China nha các. Sản xuất tại China. Nhưng mà sản xuất theo quy chuẩn của Nhật nha các, vì được bán ở bên các cửa hàng bên Nhật, hàng xách tay về. Này mà các xem, nó sẽ có nắp chụp này, có nắp chụp và còn full hộp luôn, còn full hộp cho mình 4m55 ạ. À. Đây mà các xem, đọt của nó sẽ là 2.5. Đọt 2.5, trọng lượng 495g. Có định vị khoen đầy đủ nha các. Định vị khoen đầy đủ cho mình này. Khoen khoen này cũng là khoen đời cao nè. Khoen đời cao, khoen xịn luôn nha các. Fuji lọ xứ xích. Chất liệu carbon xoắn gân ít ạ. Carbon xoắn gân ít. Tất cả các lóng luôn, 5 lóng luôn nha các. Xoắn gân ít toàn thân. Và khoen cái thì nó sẽ là một cái khoen gập cho mình nha. Fuji xứ xích hết ạ. Nam bạn xem, xoắn gân ít tất cả các lóng. Và độ cứng chuẩn 30 nha các. Cứng chuẩn 30, phù hợp để canh câu lục sai bờ nè. Nắn lục sai bờ Shimano Sub Leader 4m55 CX. Đọt 2.5 và trọng lượng cần là 495g. Cái này sẽ có mã số cuối cùng, mã 21 nha các. Mã 21 và giá cần sẽ là 3.500.000. Đầu bu xứ xích luôn nè. Đầu bu xứ xích luôn. Mã cuối cùng nha các, mã số 21, giá 3.500.000 ạ. Hàng đập hợp full box. Đó, xứ xích. Thì các xem bát của nó vẫn còn nguyên siêu á, còn nguyên siêu chưa có bóc ra luôn, hàng mới cho mình. Mã cuối cùng nha các, mã 21, 3.500.000. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh em nha các. Em chào tạm biệt các anh ạ.